Nghệ sĩ Thanh Điền tiết lộ lời nhắn nhủ của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ trước khi mất. Thanh Điền tiết lộ, trước đây Thanh Kim Huệ từng nhắn ông phải luôn chỉnh chu giữ gìn hình ảnh đẹp của nghệ sĩ trong mắt khán giả. Nghệ sĩ Thanh Điền ghi lại cảnh ra thăm mộ vợ. Sau thời gian xây dựng, mộ của giọng ca Ngao Sỏ Hến dần hoàn thiện khang trang. Theo tiết lộ của nghệ sĩ Thanh Điền, kể từ khi người bạn đời mất, cứ mỗi lần thấy nhớ, ông đều dành thời gian ra thăm mộ vợ, tâm sự với vợ. Được biết trước đó, Thanh Điền và gia đình tổ chức lễ cúng 49 ngày cho cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ tại chùa Ấn Quang. Cũng trong lần viếng thăm này, nam nghệ sĩ có dịp chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của người với người vợ quá cố. Nghệ sĩ Thanh Điền thừa nhận hồi trẻ ông xấu trai, trong khi Thanh Kim Huệ xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi. Diễn viên Cái Bóng Bên Chồng cho hay, vậy mà em vẫn chọn anh để chung sống, để cùng bước trên đường đời, chắc đó là cũng là duyên nợ, lúc đó em đẹp, ca hay. Nam nghệ sĩ tự nhận mình là người ca không hay, đàn nghe cũng dở, trong lúc nào cũng theo sát Thanh Kim Huệ để gây chú ý. Tôi càng gây chú ý chừng nào thì Huệ ghét thôi chừng ấy. Nhưng mà chắc chắn vì duyên nợ nên sau cùng Huệ vẫn vào vòng tay của tôi. Mấy chục năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ những hình ảnh đó. Nói về cuộc sống sau khi vợ qua đời, nghệ sĩ Thanh Điền tâm sự ông buồn lòng dường như không đi đâu dịp Tết. Nam diễn viên nói hôm mùng 4 ông dành thời gian ghé siêu thị nơi Thanh Kim Huệ thường đến mua sắm. Chính điều đó khiến ông không khỏi xót xa vì đi đến đâu cũng thấy hình ảnh của Huệ, những ký ức đó khó quên. Dù vui vẻ hay buồn, đã là ký ức thì mãi mãi nó vẫn ở trong mình, khó có thể xóa lắm, ông nhắn nhủ với vợ. Ngồi trước mộ, Thanh Điền ngẫu hứng thể hiện vọng ca cổ để dành tặng người vợ quá cố. Tuy nhiên khi hát một đoạn, nghệ sĩ nghẹn ngào bật khóc. Người ta nói rằng người đặc biệt mới hiện diện để làm nghệ sĩ nổi tiếng. Anh nghĩ điều đó có lý, vì muốn nổi tiếng đâu phải là đơn giản, mà đã được tất cả yêu mến thì điều khó khăn hơn. Mình sống thế nào, làm sao thì khán giả mới thương, mới nhớ mình. Người ta không quên mình do đạo đức. Anh rất hãnh diện vì em đã làm được điều này. Người ước muốn, mà cả anh biết mình không được như em, ông bộc bạch. Hiện tại, phần mộ phần của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã được hoàn tất. Nghệ sĩ Thanh Điền rất hài lòng và ông cũng tiết lộ phần mộ này là mộ đôi. Ông cũng dành một phần để khi nằm xuống sẽ được nằm bên cạnh vợ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.